các học sinh cùng đến với các tiết mục văn nghệ chào mừng. Ca khúc Hải Phòng Thành Phố Tuổi Thơ, sáng tác Thanh Tùng. Ca khúc Ước Mơ Ngày Khai Trường, sáng tác Phạm Trình. Ca khúc Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân, sáng tác Hoàng Vân, do các thầy cô giáo, các em học sinh trong câu lạc bộ Sơn Ca nhà trường biểu diễn.
chúng ta hãy cùng nâng cao các con đang tập hiện nay vẫy theo điệu nhạc của bài hát ước mơ ngày khai trường do hai bạn Thu Thủy và Hải Nguyên đang thực hiện trong buổi lễ khai giảng. Chào mừng trong buổi lễ khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Oh!
trong giây phút thiêng liêng của ngày khai trường hôm nay, chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu. Người học sinh nhân ngày khai trường, các em học sinh, ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tự trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng trời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ngày hôm nay, nhân buổi tự trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Chào các em thân yêu, Hồ Chí Minh. Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023. Thân ái gửi các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh yêu quý. Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2022, chúng ta được cùng nhau dự lễ khai giảng trực tiếp tại ngôi trường thân yêu, cùng nhau chia sẻ quyết tâm, niềm tin và hy vọng về một chặng đường mới trong học tập. Năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục được nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Một năm học mới bắt đầu, khởi nguồn cho những hy vọng mới. Tôi đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành giáo dục lựa chọn năm nay, đó là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tôi đề nghị toàn thể ngành giáo dục hãy nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp chồng người vĩ đại. Tôi mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái, làm gương tốt vì tương lai con trẻ, vì sự vẻ vang của gia đình, dòng tộc, quê hương, đất nước. Toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục kiến tạo một xã hội văn minh, trật tự và mẫu mực, hình thành văn hóa, chuẩn mực xã hội tốt cho con em học tập và noi gương. Các em học sinh hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, có khát vọng cống hiến và tự cường, góp phần xây dựng đất nước ta ngày thêm giàu mạnh và phồn vinh. Nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023, tôi thân ái gửi tới các thầy cô giáo, các em học sinh lời chúc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, năm học mới đã bắt đầu. Hôm nay, trong làn gió mát lành, trong sắc biếc của trời thu, hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước hướng về những ngày lễ lớn, thầy trò trường tiểu học Nguyễn Văn Tố náo nức đón chào năm học mới. Cùng với niềm tự hào về những thành tích cao đã đạt được trong năm học qua, chúng ta cùng phấn khởi bước vào năm học mới với những kỳ vọng sẽ đạt được kết quả cao hơn, rực rỡ hơn nữa. Trong lễ khai giảng hôm nay, chúng ta vui mừng chào đón sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Lê Chân, cùng các cô bác trong Ban Thường vụ Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể của quận, bà Nguyễn Thị Ngân, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Biên, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó trưởng Công an phường An Biên, về phía nhà trường,
xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Thắng, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường, các cô bác thường trực hội cha mẹ học sinh. Ta vui mừng được chào đón các đồng chí lãnh đạo cấp quận, ủy ban nhân dân quận, phòng giáo dục và đào tạo giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc. Hôm nay nhà trường cũng xin chân thành cảm ơn những lăng hoa và quà của các đơn vị tổ chức, các công ty đã gửi tới tập thể cán bộ giáo viên học sinh nhà trường. Một lần nữa nhà trường xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thắm, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh cùng các em học sinh thân mến, hòa cùng niềm vui của hàng triệu học sinh nô nức đến trường trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay trường tiểu học Nguyễn Văn Tố long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Kính thưa quý vị, trong năm học vừa qua, với sự nỗ lực vươn lên không ngừng, trường tiểu học Nguyễn Văn Tố đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu cơ bản của giáo dục đại trà và nâng cao chất lượng mũi nhọn, hướng đến một nền giáo dục giúp học sinh phát triển toàn diện. Tập thể nhà trường đã vinh dự 2 năm liên tiếp nhận bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao tặng. Toàn trường có 1.883 em trên tổng số 2.391 em học sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Có 341 giải thưởng và huy chương của các em được ghi nhận trong các kỳ giao lưu từ cấp trường, cấp quận, cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Để đón chào năm học mới, với sự quan tâm của các lớp, các ngành, các bậc phụ huynh, học sinh, tập thể nhà trường đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 3 tháng hè để các em có một môi trường học tập và cùng cơ sở vật chất tốt nhất trong điều kiện có thể. Đã sửa sang 20 phòng học và trang bị 300 bộ bàn ghế mới, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, hướng tới phấn đấu 100% học sinh toàn trường được học 2 buổi trên ngày để đảm bảo thực hiện chuẩn chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc chăm nuôi bữa ăn giấc ngủ bán trú cho các em đã được ban giám hiệu nhà trường tìm những giải pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho các em học sinh bán trú. Bên cạnh đầu tư trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất tốt thì ban giám hiệu nhà trường đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, truyền lửa, truyền cảm hứng cho các thầy cô giáo sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới với lòng nhiệt huyết tràn đầy. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 3, chú trọng xây dựng phương pháp dạy học tích cực và áp dụng công nghệ số trong quản lý và giảng dạy. Với mục tiêu lớn, trường tiểu học Nguyễn Văn Tố trở thành một ngôi nhà hạnh phúc với thông điệp nhân văn, sáng tạo, hội nhập quốc tế. Mỗi thầy cô giáo nơi đây luôn nỗ lực mỗi ngày để tính nhân văn, nhân bản, tình yêu thương và sự chia sẻ là những giá trị cốt lõi được lan tỏa mỗi ngày trong môi trường này. Một môi trường thấm đẫm tình người và sự tương thân tương ái là giá trị phổ quát quan trọng nhất trong ngôi nhà chung trường tiểu học Nguyễn Văn Tố. Bên cạnh tình yêu thương luôn được hiện hữu thì các thầy các cô còn luôn khát khao sự sáng tạo ở các em, bỏ cái sự thụ động một chiều để phát huy tối đa tính tích cực của học sinh với mong muốn đánh thức sâu hơn tiềm năng của mỗi học sinh của trường tiểu học Nguyễn Văn Tố. Cùng với tính nhân văn và sự sáng tạo, với tinh thần học hỏi và hội nhập quốc tế, trong năm học này nhà trường sẽ mở thêm 2 câu lạc bộ tiếng Hàn và không chỉ dừng lại ở việc triển khai 3 ngoại ngữ, trường tiểu học Nguyễn Văn Tố còn giúp học sinh sẽ học tập những tinh hoa văn hóa của các nền văn hóa lớn trên thế giới, với hy vọng trong tương lai các em trưởng thành, các em tự tin hội nhập với thế giới, trở thành công dân chất lượng và năng động. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, với tinh thần phấn khởi và tự hào cùng những khát vọng cho một năm mới thành công, tôi xin thay mặt nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023.
Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thắm, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ đánh hồi trống khai trường. Thành công và đạt được thành tích cao nhất trong năm học. Xin chào và hẹn gặp lại.